Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay thì là ngày 6 tháng 4 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và để không mất thời gian nhiều các bạn thì mình sẽ vào giới thiệu điện thoại cho các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn là chiếc iPhone 5 thường các bạn nhé. iPhone 5 thường này thì là máy thì con này thì là vỏ cũ theo thời gian rồi các bạn nhé. Đấy, iPhone 5 thường, con này thì là vỏ cũ theo thời gian. Thì là con này thì là bên mình sẽ thanh lý bạn với giá là 500k các bạn nhé. Con này thì không lỗi lầm gì, tất cả là nghe gọi là bình thường, cam cộng là tất cả là ok hết nhé các bạn nhé. Chỉ có mỗi cái nút nguồn này thì nó hơi nặng tay một chút thôi. Đây, nút nguồn này các bạn phải bấm hơi nặng tay một chút thôi. Tại vì con này thì bây giờ mình không sửa chữa gì nữa mà, hay là không thay thế gì. Đấy, mình nhập khách của như nào thì mình sẽ bán cho các bạn về, bán cho các bạn như luôn như vậy nhá. Còn iPhone 5 thường, con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 500k nhá. Đấy, các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi hoặc là tành toàn cũng được, rất là ok các bạn nhá, với giá 500.000 thôi. Đấy, rất là rẻ các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường 500k về làm máy phụ nghe gọi này, các bạn nhận hàng được sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì bên mình có ship nên các bạn yên tâm nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay đây, con Nokia này Nokia 230, con này thì là vỏ cũng cũ phải theo thời gian các bạn nhé. Con Nokia 230 thì hàng cực kỳ là hiếm. Con này thì các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi rất ok. Con này thì là 300k cho bạn nhé. Đấy, Nokia 230, con này là 300k nhá. Đấy, ship trong mất vài chục nghìn nữa thôi các bạn nhé. Đấy, chắc là mất tầm 50.000 nữa, chắc là rơi vào tầm 350 gì đấy. Đấy, con Nokia 230 này thì là 300k cho bạn nhé. Đấy, còn năm thường này thì là 500k. Đấy, rất là gì đấy. Con cục gạch này còn đắt gần bằng con cảm ứng này. Đấy, ngày xưa mình nhớ không nhầm là mình mua con iPhone 5 thường này là mình mua 7 triệu để dùng đấy. Nhưng bây giờ sợ thật. Bây giờ điện thoại mất giá kinh khủng luôn. Đấy, con này thì lúc thời điểm mới ra là hơn 1 triệu này. Nhưng bây giờ chỉ với giá là gì nhỉ? Chỉ với giá rẻ cho các bạn là 300k nhé. Và con này là 500k các bạn nhá. Đấy. Đây, mình sẽ giới thiệu từ rẻ đến thì mình sẽ so le cho bạn. Thì các bạn có rẻ có thấp cho mình đây. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này, con Oppo A12 nhé các bạn nhé. Con Oppo A12 này thì là máy ngoại hình rất là ok, ngoại hình đẹp, máy rất là ok này. Đấy. Đấy, Oppo A12 của nó là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Con Oppo A12 này, đấy, ngoại hình thì là máy còn đẹp keng luôn các bạn nhé. Hai camera nó giống như của A5S nhưng mà nó là đàn anh của A5S các bạn nhé. Con Oppo A12 này, máy đẹp keng này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Pin con này giờ là pin hơn 4.000 các bạn nhé. Hơn 4.000. Màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Màn hình giọt nước thiết kế cực kỳ là đẹp các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A12 này các bạn nhanh này là hàng mình là sớm nhất. Đấy. Đấy. Oppo A12 nhá. Oppo A12 con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng. Sẽ tặng kèm các bạn một cái ốp dẻo theo máy luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A12 này các bạn nhà hàng liền sớm nhất nhá. Nhiều giá rẻ lắm. Đây. Z7 Pro thì hôm nay nhà mình về được con này là hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung Z7 Pro các bạn nhé. Samsung Z7 Pro này thì con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu 3 thôi. Đấy, về giá cả là 1 triệu 3. Còn ngoại hình thì là vỏ cũ phải theo thời gian các bạn nhé. Vỏ thì hơi xước xác theo thời gian. Thì con này là bản 1 sim các bạn nhé. Con Z7 Pro này là bản 1 sim này. Vỏ cũ phải theo thời gian này. Đấy, con này thì là khách đã thay màn OLED 2IC cho các bạn rồi. Đây, khách con này thì hôm nay mình vừa thâu lại khách xong. Con này thì khách đã thay màn OLED một lần rồi các bạn nhé. OLED 2IC một lần rồi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu 300k. Con này thì là bản 1 sim các bạn nhá. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình của nó là 5,5 inch.
mà pin con này pin 3K6 các bạn nhé, pin con Samsung Z7 Pro cực kỳ là châu bò. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.300.000, con này sẽ là bản một sim các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro 1.300.000 này thì các bạn nên hàng liền sớm nhất, và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ được một tuần và bảo hành 6 tháng nên cứ tâm nên thì các bạn yên tâm sử dụng. Và sản phẩm bên mình thì là bảo giá trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình và cảm thấy giá bên mình ok thì các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp với mình để đặt hàng các bạn nhé. Đấy. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được là lót 9 các bạn nhé. Lót 9 thì hôm nay nhà mình về tiếp tục được 2 cây. Hai cây lót 9 này thì là ngoại hình mình sẽ nói sơ qua qua. Ngoại hình thì là máy còn 90%. Đấy, lót 9 thì có hỗ trợ cái bút này. Đấy. Mình sẽ nói luôn hỗ trợ cái bút này, nó có tính năng coi như là quay phim chụp ảnh, các bạn chỉ bấm nút thôi sẽ là chụp ảnh, hoặc là các bạn tạo ghi chú này. Đây các bạn ghi ký tên hay là gì rất là đẹp nha. Các bạn làm văn phòng hay là làm cái gì các bạn dùng để lót 9 này. Các bạn dùng rất là thích các bạn nhé. Cấu hình con lót 9 này thì là mặc định lót 9 về bên mình nó sẽ là bản Hàn một sim như này. Bạn nào mà cần 2 sim thì mình sẽ lên 2 sim cho các bạn nhé. Đấy. Thì là RAM của nó thì là bản con này là RAM của mình là RAM RAM con này là RAM 6GB. Đấy, lót 9 thì mình là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 128GB. Nói chung là 128GB thì các bạn thao lưu trữ rồi. Về màn hình của nó thì màn hình của khẩu độ màn hình của nó thì là tràn viền. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy các bạn, nói chung là có cái bút thì các bạn dùng cực kỳ hay. Đấy các bạn chỉ bấm bút thôi, các bạn đây các bạn bấm bút thôi. Nó sẽ vào là phần camera chụp ảnh nhá. Rất là tiện lợi cho các bạn nhá. Mình chưa cài đặt thì sao ạ? Cái bút này mình chưa cài đặt thì sao? Mình chưa cài đặt rồi. Đây các bạn vào cái cắt đây này. Này đã cắt cái lối này. Không biết con này cài đặt chưa. Phải cắt bút vào nhé để cái lối. Là cái lối đấy. Để mình xem con này nó kết nối chưa. Rất là tiện lợi, ở cái lót 9 nó hơn lót 8 và cái hỗ trợ là cái bút nhé. Đây còn lại thì mình sẽ hình như là kết nối rồi sao. Đây đây. Con lót 9 này thì là con này thì thôi, con này thì đợi. Con này thì trong khi đợi lót 9 nhá. Thì là con này đây, lót 9 này thì là đây. Con này thì là mình đã kết nối sẵn rồi. Đây các bạn, lót 9 các bạn chỉ bấm bút thôi. Đấy, các bạn chỉ bấm bút thôi sẽ là chụp ảnh, rất là tiện lợi ở sản phẩm Samsung Note 9 đấy. Note 9 thì nó thiết kế của nó là đây, một camera và một đèn trợ này, camera này, hai camera này, đèn flash, đèn trợ sáng các kiểu, vân tay này. Tính năng của nó thì là nó có rất nhiều tính năng. Mở khóa thì nó mở khóa là khuôn mặt này. Đây, các bạn đây, bút rất là tiện lợi các bạn nhé. Mở khóa là khuôn mặt, mống mắt và vân tay. Đấy các bạn chọn tính năng nào cũng rất là ok sản phẩm Note 9 đấy các bạn nhé. Màn hình của nó là 2K, các bạn xem phim 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Mình sẽ kết nối wifi cho bạn, mình sẽ nghe nhạc cho bạn xem là hay thế nào nhé. Mật khẩu nhà mình là em không biết. Đấy, rất là ok. Các bạn dùng lót 9 thì rất là sướng nhé. Đấy các bạn viết hay là vẽ hay gì, dùng cái gì rất là ok luôn. Mà máy bên mình thì máy xách tay Hàn Quốc các bạn nhé. Đấy, nghe nhạc cực kỳ là phê luôn. Con này thì cũng có hai loa nhé. Một loa bên trên này và một loa bên dưới, nghe nhạc thì cực kỳ là hay luôn. Đấy. Đấy. Nghe nhạc thì cực kỳ hay và ầm nhá. Nói chung là con S9 Bluetooth thì nghe hay hơn các bạn. Mình thấy loa con S9 Bluetooth thì nghe hay hơn. Hơn con lót 9 này. Đây, màn hình 2K, 4K, 8K các bạn xem phim thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Nghe nhạc thì con S9 Bluetooth hay hơn các bạn nhé. Đấy. Rất nhanh, RAM 6GB các bạn lướt cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, không có độ lăng trễ cái mượt thì dùng rất là sướng các bạn nhé. Đấy. Nhà mình lót 9 hôm nay nhà mình về được là hai màu các bạn nhé. Một màu con này là một màu tím khói này và một con này là màu đen này. Đấy. Đấy, lót 9 bên mình thì là tất cả là màn hình của nó là màn hình đẹp keng nhé. Không ả màu hay không lưu ảnh gì, nhà mình nay về được hai con này. Toàn màn hình đẹp nhé. Không ả mùa hay không lưu ảnh gì.
tất cả của nhà mình thì là bên mình thì là đây, màn hình đẹp không ám ối, không lưu ảnh gì. Thì là bọn lót 9 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 6 triệu đồng các bạn nhé, 6 triệu đồng một con. Ngoại hình thì là máy còn 90% các bạn nhé. Đấy. Đấy. Nhà mình có màu đen và màu tím. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 9 thì các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. Đấy, rất ok. Đây. Nhà mình được mấy con giá rẻ nữa cơ. Con này là con Samsung A10s nhá. Con A10s này thì nó có lo phiên bản của nó là RAM, con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 32GB. Con A10s này thì là vỏ cũ xước theo thời gian các bạn nhá. Khách dùng kiểu người ta không dùng ốp ấy. Đây, mặt lưng thì có hơi xước xát theo thời gian. Con Samsung A10s này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu 3 các bạn nhé. Đấy. Samsung A10s này thì là 1 triệu 3 này cho các bạn nhá. Đây các bạn, là máy phụ nghe gọi là chống cháy rất ok luôn. Đấy, con này thì là mình gì nhỉ? Mình đang bị quên mất mật khẩu các bạn nhé. Đấy, con này thì là khách cũng là cắm thôi. Đấy. Đấy, 1 triệu 3 con Samsung A10s vỏ cũ theo thời gian các bạn nhá. 1 triệu 3 cho các bạn nhé. Đây. Và đây là con Oppo F7 này, đây. Con Oppo F7 này. 2580 này. Oppo F7 thì là hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là khách đã ép kính một lần rồi các bạn nhé. Đấy, khách đã ép kính một lần rồi. Đây, Oppo F7 này. RAM của nó là RAM 4GB này. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con Oppo F7 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ thôi. Máy kiểu ép kính rồi thì mình sẽ thanh lý giá lợn chết cho các bạn nhé. Đấy. Oppo F7 này. Kiểu mình đây, đây mình chưa lau thôi. Máy ép kính rồi, RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì mình sẽ thanh lý giá lợn chết cho bạn gọi là 1.800.000 nhé. Đấy, khách đã dùng ép kính một thần lần rồi. Đấy, 1.800.000 cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F7 phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB thì là hai SIM hai sóng này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.800.000. Đấy, Oppo F7 các bạn nhá. Dùng rất là ok, ngày xưa là 6.900.000 đấy các bạn nhá. Đấy, Z5 Bright thì mình cũng thanh lý bạn với giá là 1 triệu nhá. Con Samsung Z5 Bright này, con này là bản công ty này. Đấy, Samsung Z5 Bright bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu nhá. Hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Z5 Bright là 1 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, các bạn làm máy phụ chống cháy gọi tinh toàn rất là ok luôn. Đấy, 1 triệu đồng cho bạn nhá, Samsung Z5 Bright này. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về con Samsung A8 2018 này. A8 2018 này là phiên bản Hàn Quốc. Phiên bản của nó Hàn Quốc thì mặc định sẽ là một SIM các bạn nhé. Bọn A8 2018 này sẽ cũng lên được hai SIM thôi, nhưng mà hiện tại thì cái con này thì nó chưa có bản ROM hai SIM, thì hiện tại nó đang chạy là một SIM. Lót 9 lót 8 thì sẽ lên được hai SIM các bạn nhé. Con A8 2018 này phiên bản Hàn Quốc một SIM, cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì nó thiết kế được cái là hai camera trước. Màn hình của nó là màn hình AMOLED. Hiển thị hình ảnh thì cực kỳ là tuyệt vời. Màn hình Full HD cộng các bạn nhé. Đấy, con A8 2018 này thì là máy đẹp keng nhé. Đấy, máy ngoại hình thì là máy đẹp keng luôn. Màn hình con này thì là màn hình đẹp keng, không ám ối hay không lưu ảnh hay là không chết điển chấm chiếc gì các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu 4 nhé. Nhà mình thì còn một chiếc màu gold nhé. Hôm nay về được một chiếc màu gold này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 phiên bản Hàn Quốc một SIM này thì các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. Đấy, thanh lý giá rẻ lợn chết cho bạn với giá là gì nhỉ? 2.4 triệu nhá các bạn nhá. Đây. Và hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được SIM Villa vào mạng cả năm. SIM Villa 4G vào mạng cả năm này. Đây, SIM Villa 4G vào mạng cả năm. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 350.000 nhá. Chỉ với giá là 350.000 các bạn đã có sở hữu là một SIM Villa vào mạng cả năm. Các bạn không phải phát sinh một năm, các bạn không phải phát sinh thêm 1.000 nào nữa các bạn nhé. Đấy, nhà mình SIM này thì mình bán cực kỳ là rất nhiều. Nhiều bạn rất là tin tưởng dùng SIM Villa bên mình nhé. Đấy, SIM Villa vào mạng cả năm. Giá chỉ với giá là 350.000 cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con gì nhỉ? Con này là con Oppo A37. A37 thì con này là 9 lít cho các bạn nhé, 900.000. Con Oppo A37 này 900.000. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi tành toàng rất là ok luôn. 900.000 thôi.
Đó, 900.000 các bạn ra chợ vòng cũng hết rồi. Bây giờ 900.000 của điện thoại và 500.000 cũng có điện thoại. 300.000 của điện thoại rất là rẻ. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này Samsung A8 Plus các bạn nhé. A8 Plus này thì là gì nhỉ? Bản công ty, con này thì là bản công ty các bạn nhé. Bản công ty, hai sim hai sóng con A8 cộng này. Bản công ty, hai sim hai sóng, màn hình của nó là màn hình AMOLED cho hiển thị hình ảnh Full HD cộng, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. RAM con này cũng như là RAM của lót 8 này. RAM của nó là RAM 6GB. Đấy. RAM 6GB nhá. Bộ nhớ trong con này là 64GB luôn. Đấy. Đấy, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình hơn 6 inch, rất là lớn các bạn nhé. Con A8 cộng này thì là mình bản công ty, hai sim hai sóng. Ngoại hình thì là máy con này còn 90%. Vỏ thì có hơi phải phẩy theo thời gian thôi. Mặt lưng thì con này có hơi phẩy theo thời gian các bạn nhé. Con này thì là màu xám xám lông chuột này. Con gì nhỉ? A8 Plus bản công ty, hai sim hai sóng này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.800.000. Các bạn mua con A8 Plus để dùng cũng rất là sướng nhá. Cổng sạc là cổng sạc tai si này, lộ tai nghe này, thiết kế rất là hay luôn. Màn hình thì hơn 6 inch, rất là bự luôn các bạn nhá. Camera trước của nó có hai camera, sau thì là một camera và vân tay. Vân tay đằng sau các bạn dùng cũng cực kỳ tuyệt vời. Màn hình con này thì là màn hình đẹp keng, không ám bố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 Plus cộng này thì các bạn nhà hàng lựa sớm nhất nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.800.000. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay bên em giới thiệu cho các bạn là chiếc Samsung Lốt 8. Lốt 8 thì hôm nay nhà mình về được một chiếc màu lông chuột thì các bạn nhá. Ngoại hình thì là Lốt 8 thì là máy 90 trên 90%. Thì là con này thì là sẽ là bản Hàn, một sim một sóng, nhưng mà về Việt Nam mình sẽ lên hai. Bạn nào mà cần hai sim thì mình sẽ lên hai sim cho bạn nhé. Đấy, lên hai sim sẵn rồi. Bạn nào mà dùng một sim thì mình sẽ về một sim cho bạn luôn các bạn nhé. Cấu hình của Lốt 8 thì là cũng là RAM, con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình của nó là màn hình nhỏ hơn Lốt 9 1 inch. Của nó là 6,3 inch. Đấy, màn hình con này thì là đẹp keng. 6,3 inch 2K, độ phân giải của nó 2K nhé. Các bạn xem phim 2K, 8K cực kỳ tuyệt vời luôn. Lốt 8 thì cũng hỗ trợ là cái bút S-Pen này, các bạn viết vẽ hay là nói chung là tạo cái gì ký các kiểu rất là ok nhé. Đó, rất là ok luôn. Lưu luôn đi, mình sẽ chọn lúc khác. Đây, mình sẽ nghe cái bài này xem Lốt 8 mình nghe nhạc có hay không các bạn nhé. Đấy, con S8 này nghe nhạc cũng có khi còn hay hơn Lốt 9 ấy. Lốt 8 thì sẽ nghe được, chỉ được nghe một loa ở bên dưới các bạn nhé. Đây, chỉ loa bên dưới, loa bên trên thì là không nghe được nhá. Loa bên trên thì là nghe cái gọi nhá. Quảng cáo sợ quá. Giờ này xương khớp thì không thấy nữa. Đấy. Nhưng mà nghe hay lắm. Một loa bên dưới nhưng mà họ thiết kế loa rất hay nhá. Nhưng mà mình công nhận cái con S9 Bluetooth ấy nghe nhạc rất là hay các bạn nhé. Đây màn hình 2K này. Các bạn xem phim thì phê lòi luôn. Đấy. Đấy. Đây màn hình đẹp keng này. Con gì nhỉ? Con Lốt 8 phiên bản lông chuột này thì là mở khóa thì như con Lốt 9 thôi. Đây, tính năng của nó thì là mở khóa đấy ạ. Mở khóa màn hình của nó cũng là đây. Con này là mẫu hình này, khuôn mặt và vân tay. Đây, rất nhiều tính năng nhá. Đây, khuôn mặt, mống mắt và vân tay, rất nhiều tính năng như điện thoại đời mới nhất nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 8 phiên bản màu lông chuột, phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB này các bạn nhà hàng thì sớm nhất. Con này thì là máy đẹp 90 trên 90%, màn hình đẹp keng các bạn nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 4.500.000. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 8 phiên bản màu lông chuột này các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và mình xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và các bạn là nhớ ủng hộ những sản phẩm bên mình được cực kỳ là nhiều nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ đầu mùa một tuần. Và bảo hành là 6 tháng. Nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Xin chào và hẹn lại clip của tối ngày mai các bạn nhé.